Xin chào. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. À, mọi người xin chào cô chú, xin chào các bạn. Ok, được rồi, mình đói bụng lắm luôn á. Dạ vậy, cô sẽ cho à, hôm nay nhà mình ăn cá nước mọi người. Cá này là cá gì nữa? Người ta có hút cơ 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 cơ. Chào mừng mọi người nha. Cá này em nướng với lại sả ớt nè. Với lại trong này có tương à, tương cà, tương ớt. Với lại xì dầu, nước con cái gì nữa không? Muối, đường gì đó. Rất là thơm. Ngon. Там еще одно отречение, папа. Смотри, отречие. Смотри, какое там отречие. Смотри, какое там отречие. Вот это здесь. Смотри, вот это тонкое здесь. О. Смотри, смотри, тонкое здесь, а здесь почему-то толстое. Не понимаю. Не понимаю, почему здесь такое. Ở trong này nó dầu liệu không? Mình lâu lâu ăn gì này rất là ngon. Cái này cắt tự cắt ăn nha mọi người. Đó, thấy chưa? Của em Lucas nè. Dài. Không có cái thuốc. Hả? Spicy. Spicy. Cái xôi vậy? Lucas, no. Lucas, no, it's spicy. Spicy. Rồi chấm xì dầu cho ba hai con chấm xì dầu. Никогда не ел. Никогда не ел соус. Никогда не ел соус соусом таким. You feel boy from fresh no? I got many way too small. Feel it? No. You see? You don't feel. Why? Ôi ôi. Cái này chủ yếu mình ăn cá với lại salad mọi người. Chứ em không có làm không có bún. Ăn bún đủ no. Nhiều. Cái ăn được không con hả? Nước mắm này đâu có cay đâu, cắt cái chấm thử thôi. Cái xì dầu. Ok, em mời mọi người nha. Ăn thôi. Thôi thế thế dạ. Bài xì. Đó. Mom уже ищет нама. Мне же к нам. Мне же к нам метит. Нюк нам. Đúng rồi. Nhục nam ăn ăn được cay đấy nè. Tao quên mẹ nè. Mẹ sẽ Việt Nam là bây giờ mẹ ăn cay nè. Em lúc cách nói tại vì người Việt Nam ăn được cay á. Nó biết bây giờ cay nè. Ngon. Nướng sả nó không có nó thơm, nó không có tanh. Понравилось, что Сережа все время думал про свое поведение плохое, и еще про роботов и жуков, у нас есть и про Дим. Понравилось, потому что он вместо роботов уже думает про жуков все время. Да, любит жуков.
Я знаю, почему он любит все время жуков, а не породов роботов, потому что Раша любил роботов. Con cá mọi người tìm cách nó cứ 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 nè đó khoảng nửa cm gì đó để cho mình ướp gia vị vô nó thơm. Bạn đã thấy такое бывает в школе, который в школе самый самый большой самый большой в школе мальчик самый большой в школе и все которых боятся. Đó, cả vô. Different barbecue, yes? Mm-hmm. Because I use lemon crab. Ngon quá. But I like different. You want different? Make them different. But it's the big cartoon. Carosco. We have small and now I'm not very good fry. Mm. Well, we cook kitchen. Mm, yes. Can use our old skirt. Mm-hmm. Beef. Mm-hmm. This time, fry. Em ăn nó thích ăn cá chiên giòn không mọi người? Chiên giòn ăn nó giòn giòn. Вкусно. Nhưng mà you know different. You different. With our muscle. Because we cannot mix sauce. Mix sauce cannot fry. Mm. You understand? But barbecue we can make eggs and sauce. Ừ. Cái chấm nó còn ok đâu con. Hả? Mắc nhìn nó nó xin spicy. Nó nó spicy. Nó nó xin nè. Bố. Bà tôi đi hungry. Mẹ cuốn cho cá thêm nha con. Còn thêm mấy cuốn nữa. Понятно, что я видел такую рекламу про деньги, я знаю что. Какую? Там дядя худой и с бородатыми с усами. Говорит, она жирная. А там говорит толстый бородатый с усами. Он говорит, не, нормас. А там другие три тети говорят, нормас. Это реклама. Ага, я знаю, я правильно говорю про это. Смотри, смотри, как было. Смотри, как было быстро. Она жирна. Не нормально. Yes. Не ее, мою тетю. Папа, отойди. Because I don't want this boy. Это бомбон. I feel here bone. No. No. Yes. It's taking more bone, no? Mọi người biết con cá này em mua bao nhiêu tiền không? Con cá này 1,5 kg nhưng mà em mua có 40. Khoảng gần 40.000 tiền Việt mình rồi mọi người à. Gần 40.000 thôi à. Nhưng mà bù lại cái gia vị á, xả với lại ớt á, nó cũng bằng ngang ngửa gần với bằng cái tiền cá luôn á. Có một miếng xả thôi hay là ớt nhưng mà nó gần bằng cái tiền con cá. Wow, you know. One fish 40, 1,5 kg á, mà nhiêu đó tiền. One fish, 1.5 kg butter 40, yes. But about lemon, red chili and sauce, same fry. One fish. Xả rồi nó mắc. Xả salad rồi hả mắc. Em mua nhiêu đó mà nó hơn tiền con cá nữa đó.
Rồi. Có dưa leo là ngon các hả? Nó có. Bây giờ hai cái miếng dưa leo luôn. Nè. Cầm. Еще, сколько ты уже съел? Уже три съел. Ты что, четвертый? Có cái sốt sẵn nè. Khi mà nướng mình cho thêm một miếng dầu nữa cho nó con cá nó không có bị khô á. Nhưng mà cá này nó béo lắm. Start now, mời. Mời. Mời cô chú. Với sốt. Mời với sốt. Mời với lại sốt, chấm sốt vô rồi mời đó cô chú không? Như cách giỏi không? Chết. Я думаю, что ты уже делаешь пятый. Окей. О, nhiều quá chừng thơm. Nó còn nóng nóng á, cái mùi xả. Mùi xả nó béo ngon quá. Quên, cái mùi xả nó thơm á, rồi cặp cát béo á. Cheap though for fish. Mm-hmm. Before you never buy because you send many boys. Because huh? Really born many. But you eat don't feel nothing. Because you clean, да? What I clean? Nothing clean. I just got small, you see, and this is like the least boy. When you don't feel nothing. And we do the same. When I first made it, boy, and my mom would cut small. I don't know. The secret. Mọi người biết không? Cái là đó giờ cái con cá lần này này ở đây người ta ít ăn lắm. Biết sao, tại sao nó rẻ? Tại vì nó có nhiều xương á. Cái người ta ít ăn. Anh mắc ít khi mua không chịu mua đâu. Em mua làm mấy thử ăn gì đó. Chứ lúc đó giờ không có ăn. Thì con cá của mình hồi đó giờ ở Việt Nam á, mà mỗi lần mà nó xương nhiều thì mình cứu nó như mỏng mỏng vậy nè. Mình cứu cho nó cái xương nó rất nhỏ ra. Mình ăn mình không còn cảm giác xương nữa. Đó chị em làm vậy đó. Thì ăn không còn cảm giác xương nữa. Bây giờ là thấy nó ngon. Hồi ты знаешь, на такой глупый это опять. Какой? Это опять. Я знаю, я уже давно это знаю. Học của má. Mỗi lần mà mua có loại cá nào mà xương cứ làm như vậy ăn nó không còn xương nữa. Прилипло. Липкое очень. Что ты здесь соус ешь? Не оставил. Вкусно вообще. Вкусно. Спасибо. Papa, я не буду больше. Ну-ка, сейчас кому one more. Окей? Ну, как? Хай, кому не мил, там... Чем бы тоже, не мил.
chấm nhiều quá nó mặn đó con. Nó có không nhiều thơm. Chị có cắt một cuốn nhiều cái. Dưa leo con cắt ra dưa leo mình cho hai miếng dưa leo luôn đúng không? Vậy là sốt được rồi con ha, ở phòng nó thêm đúng không? À, bữa cơm à, hôm nay mình có ăn cơm bữa hết nướng của gia đình em cũng tới đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại.